sáng nay con kia thịt gà thì rõ luôn. Quay cái gương mỹ tí. Mà thèm như cái nhà nó đời sống. Đông mà nè. Đấy, bấm có ba ông đấy bà nữa đây, bà một cốc bia nữa là chè tam điệu tứ. Đấy rồi nè. Hôm nay đông đủ rồi. Đấy ông Mỹ này, ông Châu này. Đấy cứ dô đến gái cho khi thế. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Và lợn đã thắng rồi, nắng to rồi. Không lo cái gì đâu. Không có lợn đã thắng. Tiền là nó cũng mấy làm tiền mấy tiền đấy. Bác bảo những cái hình ảnh này là rất quý cho vào tầm 10 năm nữa là bác xem lại, bác thấy là bác và ông Tưởng đang ngồi với nhau nó rất là quý. Nào cùng cái nào, cùng cái nào, dô cái nào, bảo đâu, bảo với đang dô gái mầm này hậu thế. Ở nhà, nhưng mà ở nhà có đến không may nó kiểm tra anh không có nhà.